Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 10, trên biển có gió mạnh ngang áp thấp. Từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang có mưa rào, có thể xuất hiện lốc xoáy và gió giật cấp 7, cấp 8. Cụ thể, thời tiết trên nhiều khu vực ở Biển Đông đang diễn biến nguy hiểm. Trong đó, khu vực phía bắc của Bắc Biển Đông có gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 9. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió cấp 5-6, giật cấp 7-8. Từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang có mưa rào, dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật cấp 7-8. Trưa ngày 21 tháng 10, ông Phạm Đức Luận, Chánh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã ký công văn gửi các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang đề nghị các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. Thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.